trận chiều văn võ quân thần uy linh chặt ra khi ân cần giúp cho vốn quyết xưa đôi bên tả hữu đủ mọi tài trận đầu can qua văn thời vang nước gần xa tiên cảnh bầu trời bồng lai tiên cảnh bầu trời gió nam thoang thoảng hương bay ngạt ngào trên tiên tàu dòng bay năm sắc dưới Việt Nam địa thế trung đình không sai đổi lệnh thiên đình đổi lệnh thiên đình không sai đổi lệnh thiên đình ngay quyền thượng đế giáng sinh phủ trần vừa năm thì bão trung tuần kỷ mão dung tuần đầu năm kỷ mão dung tuần mùng 10 tháng chạp giờ dân giáng sinh tây trong quốc sử nam minh Slang thanh gia hồi cùng đời trần thị mở mang nam hải đức để làm dòng dõi kim chỉ bao phèn giáp mã truy kỳ bốn phen ra mắt chữ kỳ đã vua khắp lại đi phản thần phong đại vương an tâm thần trước đại đẹp đồ biên dựng ra hiến dực ra bàn nghĩ rằng hiến dực ra bàn nào ngờ mắt phải tiếng hoan ở đời dạng bảy tất có bảy khúc dựng để trời xanh vàng vàng sáng soi mỗi năm tình kẻ cùng ai tính kể cùng ai mỗi năm tính kể cùng ai anh rằng đem xuống gần đài cho cam dạ phải tất do phải khúc trực để trời xanh vọng bạc sáng soi cưới gió đi về thông mây cưới gió đi về khi nữ đền chính khi đi về đền lấy cờ hồng sai chân trung thần an tâm thần chức lại đẹp thổ biên dựng ra bàn nghĩ rằng hiếu đạo chú toàn hiếu đạo chú toàn nghĩ rằng hiếu đạo chú toàn nào ngờ mắt phải tiếng hoang ở đời giá bảy đất khó bay khúc trực để trời xanh vọng vạc sáng soi đông nước đại tài võ thao lực cùng ngoài quán cổ văn kinh luân khi độ việt nhân bạch đảng nhất trần thủy công trần thế biết tay ra trần thế biết tay cự lên đồng tử cứu dậy dương gian cứu cho đâu đấy bình an tay ấn quyết ra uy dấu mặt thần phù ra cứu độ dân loan cứu cho dân chúng bình an đôi má thơ tình tổ lên đai thượng xiên linh giao ai ông về sát thủy trừ ta
sư ta ngay về sắc vị sư ta. Một là khí huyết, hai là sở sinh, ba là số mệnh thiên đình. Giúp quân dân trị loài chung quỷ trừ tà ma, biết rõ oai linh không sai số mệnh thiên đình. Một là khí huyết, hai là ta tích, ba là số hệ thiên đình. Trần thế biết tay uy ra, trần thế biết tay cự lên đồng tử, cứu về dương gian chủ cho họ đâu đấy bình an. Đâu đấy bình an kiếm so, đâu đấy bình an xem hết ta quỷ phàm nhan nhiều bề thông mây cười gió đi về. Đôi má thu phình phép ông, đôi má thu phình nước đến đai thượng sắc quỷ sư ta, hài về sắc quỷ sư ta. Một là khí huyết, hai là sở sinh, ba là số mệnh thiên đình. Thank you.
dấu văn ban ra ngày về dấu văn ban ra được bố cho đệ tử đề đã ngắn ngày đồ cho tài lộc hơn người đầy ân có dư 300 đầy ân có dư 900 đạo phép thánh tổ truyền ban ông về cứu chữa trần gia kiếm trợ trần gian ông về cứu trợ trần gian dẹp hết tà quỷ phàm nhan nhiều bề thông mây cưa gió đi về đôi má thu phình phép ông đôi má thu phình lưỡi thời lấy hết quyết định thần phù ông về sát thủy sư ta tay ấn tay quyết chép biên rõ ràng về cho đôi chữ trồng tình tay ấn có dư 500 tay ấn có dư 900 đạo phép thánh tổ truyền ban đức ông về cứu chữa trần bạn thế bạn thế bạn bạn thế hay đại thử
Đại bi gia chủ Trần Từ tuyên bạch thượng môn. Phục dĩ Đông Khải Thánh Lam Nhạc Giáng Thần Hoàng An Dân Tế Thế Chi Công Uy Sát Quỷ Trừ Tà Chi Diệu Bạch Đằng Tích Ký Thanh Sử Giữ Linh Phương Yên Hữu Việt Nam Quốc Cư Tại Hà Nội Thành Phố Đô Nam Từ Liêm Quận Đại Vũ Phường Tòa Nhà Roman Plaza Tháp B2.1 Phòng 706 Hiệp Y Vũ Linh Tử Sư Thượng Phục Phật Thanh Hiến Vũ Giảng Hạ Thiên Tiến Lễ Phát Đấu Biểu Quan Thánh Phật Tuyên Kinh Cung Nghinh Hội Đồng Tam Tứ Phủ Xuất Phủ Dương Đồng Trà Mã Tứ Phủ Hiến Trần Lục Cung Thảo Tiến Sơn Trang Tiến Hiến Trần Triều Khao Thịnh Hạ Ban Quang Hương Tiến Mã Thánh Hoàng Thái Đảo Cung Mệnh Nguyện Kỳ Quốc Thái Dân An Thế Giới Hòa Bình Nhân Sinh An Lạc Chư gia chư nhân đệ tử chúng đẳng bản mệnh bình an khang thái gia đạo hương long nhân khang vật thịnh hữu hiếu tôn hiền văn chương hiển đạt học vấn uyên thâm nhân tài hữu ích quốc trọng dân sùng thân bình thế hiện hoặc công tác tại các phòng ban cơ quan đa nhân tín ái thuộc cấp quan tâm tập khen thành tích đa hữu trần lao tập trung sự nghiệp chức vụ thăng cao nhất niên nhất cấp nhất nhật nhất tăng cường công danh thăng bay tuyệt đỉnh hoặc công là bút kê khai triển lương là bút kê khai cảm phiền chư tướng tám mươi độ chỉ là sai bốn quỳ để trước công đồng vận hành chức tinh đệ tử tự trì duyên hả? Này bằng khen bằng thưởng có sở cầu ý mà sở tâm nạn chi thế hả? Này bằng khen bằng thưởng cả thì vẫn ăn bằng thưởng hả? Bằng khen bằng thưởng có sở cầu ý mà sở tâm nạn chi thế hả? Bằng khen bằng thưởng này có họ chỉ có ở đây hả? Cũng nhất tâm trí thành có ở sở lỡ tiệp hả? Thế mà để giải hoàn các nghiệp cả trước hả? Người ta cho được sở cầu ý sở tâm tâm thông hoạch biến giọt hả? Thế mà để đợi cho mở kho tiền tài công danh sự nghiệp ạ để cho đắc tài đắc lễ đắc lễ đắc giai ạ à. Sở cầu ý sở thật làm chi được đấy ạ à? Bàn kèm bàn tướng ạ à. Thế mà để cho biết tường biết nối ạ à. Tướng thậm chí khó khăn để cho mở kho lương thực cũng lương thực thực ạ à. Cho ra tập họ chịu họ đây ạ à. À. Thank you.
chợt một đám mê hồng vân mê quận lạ mảnh tinh linh xuất hiện. Trần gian ngày vui cảnh lạ bàng hoàng trời riêng một cõi người bàng thành khi mà thác
xuống ung linh làm thân. Đang khen đánh miếng đánh đồi lợi cho gia tộc của họ Trịnh họ Lê hả? Từ nay hả? Cấp ngân cấp xuyến cấp ngân cấp thuộc hả? Cấp quyền cấp tướng hả? Thế mà lại bàn phèn bàn thưởng cho hả? Sở cấu ít sở tâm tâm hả? Thế mà cho cờ lệnh hả? Thành ra hồi Hoa Hải Đường thần tiên vương vô đệ nhất tức là thường là đất xung quanh kim chi ngọc phương danh danh thanh ra hồi cung tên gọi đại hoàng ống vương vôi tên gọi đại hoàng thông minh trí tuệ vẻ vang trong chiều thanh ra hồi cung cửa xuất tờ mờ trông ra cửa xuất tờ mờ chiếc thoi cô bé lá cờ vua phóng thanh ra hồi cung lai láng xa trông bể đào lai láng xa trông thuyền dòng cầu bé trèo về cửa đông thanh ra hồi cung.